Thưa quý vị và các bạn đã bao giờ nghe tới một phương pháp chữa cận thị mà không cần dùng đến thuốc, không cần đeo kính hay phẫu thuật LASIK hay chưa? Nghe qua thì nhiều người sẽ cho rằng đó là điều không tưởng, nhưng đây lại là phương pháp được nhiều bệnh nhân lựa chọn hiện nay, bởi nó không những giúp người bệnh thoải mái tư tưởng trong cuộc sống, tham gia các trò chơi thể thao vận động như đá bóng, bơi lội, mà đặc biệt còn giúp hạn chế tình trạng tăng độ không kiểm soát ở người bệnh. Kính áp tròng AutoK được nghiên cứu bởi tiến sĩ Nguyễn Hồ Hải cùng các cộng sự tại hãng GP Specialist USA. Đây là công ty chuyên nghiên cứu và cho ra đời nhiều loại kính áp tròng điều chỉnh tật khúc xạ được khách hàng trên khắp thế giới tin dùng. Sau hơn 10 năm công tác tại hãng này, năm 2012, tiến sĩ Nguyễn Hồ Hải là người đầu tiên đưa phương pháp hữu ích này về Việt Nam. Đồng thời cũng tại đây, ông cùng các cộng sự đã nghiên cứu và cho ra đời những loại kính áp tròng phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam, điều trị tới 10 độ cận, 4 độ loạn và đặc biệt với kỹ thuật mới hiện nay có thể điều trị được những trường hợp loạn thị, viễn thị đơn thuần mà trước đấy chưa điều trị được. Cấu trúc của AutoK là một cái cấu trúc kính chỉnh hình giác mạc, thì nó là một cái kính cứng và mình đeo vào buổi tối khi mình đi ngủ. Thế thì cái cấu trúc này nó khác với những cái cấu trúc đang có ở trên thị trường giống như kính mềm đó, là nó có những cái vùng điều trị, và song song với những cái vùng điều trị đó ở cái bán kính khoảng 3mm nó có một cái vùng khuyết, mà khi mà chúng ta nhuộm cái màu lên cho cái nước mắt thì mình sẽ thấy cái màu xanh. Cái vùng khuyết này nó rất là ưu điểm cho đôi mắt là nó tạo một cái lượng nước mắt lớn vào ban đêm và nó giữ ẩm cho đôi mắt. Có thể hiểu một cách đơn giản, kính AutoK không dùng lực ép cơ học lên mắt mà làm giảm áp lực thủy tĩnh trong lớp nước mắt giữa kính tiếp xúc và mắt để nắn chỉnh dần dần lớp tế bào trên bề mặt của giác mạc hay còn gọi là lớp biểu mô, dẫn đến thay đổi độ cong bề mặt, qua đó thay đổi độ hội tụ của mắt và cải thiện thị lực. Hiện nay trên thị trường có hai loại kính áp tròng điều trị cận thị ban ngày và ban đêm, nhưng kính Fargo AutoK ban đêm được nhiều khách hàng tại Việt Nam lựa chọn hơn cả vì nó tránh bụi bẩn, nhiễm trùng mắt, không gây khô giác mạc, độ thấm khí cũng cao hơn là 100 dk thay vì 50 dk như kính mềm ban ngày. Trường hợp của cháu Lê Thục Anh 15 tuổi, 3 năm trước đây cháu phải đeo kính thường xuyên vì độ cận thị mắt cứ ngày một tăng. Điều này khiến cháu gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Trong một lần tình cờ, mẹ của Thục Anh được người bạn giới thiệu đến phương pháp điều trị cận thị bằng kính AutoK. Hiện nay cháu đã không còn phụ thuộc vào kính cận và tình trạng tăng độ mất kiểm soát đã giảm hẳn. Con nhà tôi đi khám thì lần đầu tiên này nó đã cận là 2,5 rồi. Đến bây giờ cháu dùng được 2 năm thì đi khám lại thì tăng có 0,5 thôi. Cháu đeo cái kính dưỡng đêm đấy thì ban ngày thì nó sẽ không phải vướng bận gì về kính cả. Trong khi mà ví dụ như cháu chơi thể thao, bơi lội các thứ thì nó không bị vướng gì hết. Bây giờ giới trẻ hiện tại là sử dụng công nghệ rất là nhiều, nên là mỗi tháng mắt tăng rất là nhanh, kiểu không thể là kiểm soát lại được. Nên là cháu có tìm hiểu và qua bác sĩ Nguyên tìm hiểu ra kính áp tròng ban đêm. Đeo ban đêm thì một ngày hôm sau là mắt mình sẽ trở về trạng thái không độ. Trong tương lai cháu cũng có ý định là mổ mắt. Thì nếu mà không đeo kính áp tròng thì độ cứ tăng, ví dụ là cháu 6 độ và đến khi cháu mổ mắt là cháu 10 độ thì thực sự là lúc đấy thì cháu sẽ không mổ được mắt tại vì độ quá là cao rồi. Thì sau khi những cái bệnh nhân này đã được sử dụng cái kính AutoK thì cái kết quả thị lực thì rất là tốt. Bệnh nhân có cái thị lực không phải đeo kính mà thị lực thường là thị lực 10/10, có tỷ lệ rất là cao. Và sau rất nhiều bệnh nhân chúng tôi khám lại sau thời gian theo dõi từ 2 năm đến 3 năm thì chúng tôi thấy rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị tăng độ thì rất là ít. Có khi 2-3 năm các cháu mới tăng khoảng 0,5 dioptrien. Hạn hữu có những trường hợp mà cận nhẹ các cháu có thể còn giảm được độ cận. Việc đeo kính AutoK giúp trẻ lấy lại thị lực, kiềm chế độ tăng cận để thoải mái trong sinh hoạt và vận động khi thoát khỏi kính gọng. Đối với trường hợp bị lệch khúc xạ, kính AutoK hoàn toàn loại bỏ được nhược thị, giúp cân bằng thị lực hai mắt. Sản phẩm cũng có thể dùng được cho những bệnh nhân đã phẫu thuật mắt, người giác mạc mỏng. Tuy nhiên, chống chỉ định với những người bị bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, người bị khô mắt kinh niên. Mặc dù đây là phương pháp điều trị cận loạn viễn thị tạm thời và hạn chế sự tăng độ thông qua kính chỉnh hình giác mạc khi đeo ban đêm, nhưng phương pháp này chắc chắn sẽ mở ra một tương lai tươi sáng cho những người bị tật khúc xạ, đặc biệt là trẻ dưới 18 tuổi.
Với chi phí không quá cao, các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm khi cho con sử dụng loại kính này. Nhưng trước khi lựa chọn sản phẩm, cần tìm đến các phòng khám hoặc bệnh viện uy tín để được bác sĩ tư vấn cụ thể.